Rồi tiếp theo cũng là một cây cần thăng luôn nha quý vị. Tỷ lệ đây, đây đây là mặt trước, giờ quay mặt sau. Cây này cũng ngộ lắm nha quý vị. Và đây này nó có cái củ ẹo nè. Rồi rồi cây này là 300 nha quý vị. Rồi một cây cần thăng 300k. Đây có kẹo rất đẹp. Rồi một cần thăng 300k. Xin kết thúc.